Hello, xin chào thầy các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Như các bạn đã biết thì ở video trước thì mình có review một chai nước hoa, đó chính là chai nước hoa Intense Cafe của nhà Montreal Bridge. Thì chai nước hoa này được các thương nhân gọi là nữ hoàng vòng the. Thì sau khi đăng video thì mình có đọc khá nhiều cái bình luận ở phía dưới về cái đồng ý với quan điểm là những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm mà mình đưa ra về chai nước hoa Intense Cafe đó. Và cũng có khá nhiều bạn đề xuất với mình là review thêm một chai nước hoa cũng với biệt danh, đó chính là nữ hoàng vòng the. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review chai nước hoa mà các bạn yêu cầu để xem nó có xứng đáng với cái biệt danh đó là nữ hoàng vòng the nhá. Vừa rồi là những cái hình ảnh về chai nước hoa mà mình sẽ review trong ngày hôm nay. Và đây là em nó ở ngoài đời. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, nó có tên là Alaïa Paris. Thì chai nước hoa này nó là nồng độ Eau de Parfum hay gọi là EDP. Đây các bạn có thể nhìn đây. Đấy. Thì cái phiên bản EDP này là một cái phiên bản khá là phổ biến, là các bạn có thể tìm kiếm rất dễ trên thị trường. Và ngoài cái phiên bản này ra thì còn khá nhiều những cái phiên bản khác của chai nước hoa Alaïa Paris này. Thì về cái mặt thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái thiết kế màu đen với cái tông màu đen. Và cái phần thân chai nó được làm bằng những cái hoa văn, những cái họa tiết trông khá là cổ, khá là kiểu như kiểu chữ La Mã thời ngày xưa vậy. Đây, về cái nắp chai thì lúc đầu mình nghĩ là cái nắp chai làm bằng gỗ cơ. Nhưng mà cái nắp chai này thì bên trong là nhựa và bên ngoài nó được gọi là một cái lớp nhôm hay sao ấy. Và được làm và được thiết kế nó có những cái đường vân trông như kiểu một cái nút bấc mà được quấn các sợi vải. Trông cái tổng thể về chai hoa này trông nó khá là bí hiểm và rất là hay ho. Đây. Nhưng mà về cái thiết kế của chai nước hoa này so với chai nước hoa Montreal Intense Cafe này thì mình thích cái thiết kế này hơn. Tại vì thiết kế này thứ nhất là rất là trông nó khá là đẹp và quý phái. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Và cái chai này thì các bạn có thể không vỡ được. Nhưng mà chai này thì các bạn rơi một phát thì vỡ ngay. Đó. Về cái phần mùi hương của chai nước hoa này thì cái chai nước hoa này khi các bạn xịt ra nó sẽ có một cái vị ngọt nhẹ của hoa. Và nó, mình có cảm giác nó như kiểu là cái ngọt, cái vị ngọt này nó không gắt bằng cái vị ngọt của Intense Cafe mà nó không nồng như thế. Nó khá là nhẹ nhàng, nó như kiểu là hoa quả chín vậy. Mình có cảm giác là như vậy. Và cái mùi ở đây mình ngửi thấy rõ, khá là rõ, đó là mùi của hoa hồng. Mặc dù nhiều người không ngửi thấy mùi hoa hồng trên chai nước hoa này, nhưng mà với da mình thì hoa hồng nó khá là ok. Và tiếp đó là mùi của hoa tím. Thì bên cạnh đó thì mình có cảm thấy cái mùi hương này nó khá là sáng và tươi. Có lẽ là vì cái nốt hương mà mình có đọc qua ở trong chai nước hoa này, đó là nốt hương không khí ở trên núi. Nó làm cho cái mùi hương này khá là tươi sáng và khá là nhẹ nhàng và bay bổng. Đó. Và sau đó thì là mùi của da thuộc. Thực sự là da thuộc ở đây nó là một cái nốt hương làm khá là nhẹ nhàng. Thường thì da thuộc ở trong những chai nước hoa của nam như kiểu là chai nước hoa Tom Ford Tuscan Leather hay là Acqua di Parma Leather thì những cái nốt hương da thuộc nó làm khá là mạnh mẽ, nó không phải dễ ngửi đối với bạn nữ. Nhưng mà ở Alaïa này thì cái nốt hương da thuộc được làm khá là nhẹ nhàng, nó như kiểu làm nền và để tôn lên cái mùi của hoa. Và tiếp đó là mùi của xạ hương. Mùi xạ hương ở đây thì các bạn khi dry down các bạn sẽ nhận thấy rất là rõ. Thì cái tổ hợp mùi hương này nó làm lên mình một cái hình ảnh mà mình thấy rất nhiều bạn review, đó là hình ảnh của một cô gái vừa mới tắm xong. Cái hình ảnh của cô gái vừa mới tắm xong thì các bạn có hình dung như này dễ nhá. Khi các bạn vừa tắm xong thì làn da các bạn sẽ căng và mọng nước, quyện với mùi của cơ thể là mùi của làn da của bạn cùng với mùi của sữa tắm hương hoa. Đó, một cái mùi, một cái tổ hợp mùi hương nó rất là sáng, nó rất là sạch sẽ, nó rất là nhẹ nhàng và nó có phần mát mẻ. Mát mẻ ở đây thì nó không mang theo nghĩa là những chai nước hoa citrus đâu, mà nó tạo cái cảm giác bạn rất là thoải mái, rất là thư thái vậy. Đó là những cái gì mà chai nước hoa này thể hiện. Về cái độ bám tỏa của chai nước hoa Alaïa với chai nước hoa Intense Cafe này thì
thực sự là Alaya bám trên da mình khoảng tầm 6 đến 7 tiếng và nó tỏa hương khoảng tầm một cánh tay khi ban đầu khá là ok, và sau đó thì giảm dần theo thời gian. Thực sự thì mình thích những cái chai nước hoa mà nó bám tỏa vừa phải như này. Mình thích những cái gì nó vừa phải, nó không quá nhanh mà nó cũng không quá lâu. Về cái độ tuổi và cái phong cách mà chai nước hoa này thể hiện thì Alaya phù hợp với những bạn có độ tuổi khoảng tầm từ 20 cho đến 30 tuổi và theo đuổi cái phong cách đó là nhẹ nhàng, nữ tính nhưng mà không mất đi sự quyến rũ của phụ nữ, bởi vì nó có cái nốt hương xạ hương ở cuối khá là ok, khá là tốt và khá là quyến rũ đối với cánh đàn ông. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn ăn mặc theo cái kiểu nó là những cái chiếc váy hay là những cái bộ quần áo nó khá là đơn giản, nó khá là nhẹ nhàng, nó không quá là sexy, không quá là quyến rũ. Nhưng mà yên tâm ý, mùi hương này mình nghĩ là cũng sẽ thu hút được khá nhiều cánh đàn ông. Về cái thời điểm sử dụng và cái giá tiền chai nước hoa này thì cái giá tiền chai nước hoa này các bạn có thể tìm mua thị trường, nó có giá khoảng tầm dưới 2 triệu đồng, nó cũng xem so với chai nước hoa Intense Cafe kia. Và cái thời điểm sử dụng thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những ngày trời nó mát mẻ, nó không cần thiết là quá là lạnh đâu, trời mát mẻ là các bạn có thể sử dụng được rồi. Nhưng ở như Hà Nội bây giờ đang khoảng tầm 23, 24 độ là các bạn khoác lên mình Alaya quá là ok rồi. Về mùa đông thì với mình thì Alaya có vẻ hơi yếu, nhưng mà nếu như bạn nào làm trong cái môi trường văn phòng thì Alaya nó vẫn khá là ok, nó khá là vừa vặn đối với các bạn. Về cái đánh giá của mình về chai nước hoa Alaya Paris này thì nếu như để chai nước hoa này đứng với chai nước hoa Intense Cafe thì mình sẽ chọn Alaya. Đó là một điều mà mình chắc chắn. Bởi vì với một cái mùi hương nhẹ nhàng, nữ tính nhưng mà vẫn không kém phần quyến rũ với cái nốt hương xạ hương cuối cùng, và cái độ bám tỏa thì khá là vừa phải. Thì mình là những cái người mà là fan của những cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó không quá là nồng và gắt và bám tỏa khủng khiếp và không quá là háo ngọt, thì mình sẽ lựa chọn Alaya chứ không phải là Montreal Intense Cafe. Đó, đây là một cái mùi hương dành cho các bạn fan của bám tỏa khủng khiếp và ngọt ngào. Đó. Và về cái thời điểm sử dụng thì Alaya cũng nhỉnh hơn khi mà các bạn có thể sử dụng vào những ngày trời thu và đông, khá là ok. Nếu mà mùa hè thì các bạn nên sử dụng trong những phòng điều hòa. Nếu như các bạn sử dụng ngoài trời thì bạn nên cân nhắc với số lần xịt. Còn em này thì chắc chắn là không sử dụng được. Và ngoài ra thì Alaya có những cái phiên bản khác nhau về cái nồng độ tinh dầu mà các bạn có thể lựa chọn. Còn với Intense Cafe thì mình nhớ không nhầm là có một cái phiên bản Extract nữa. Nó nồng độ đậm hơn và chắc chắn độ bám tỏa nó cũng sẽ kinh khủng hơn. Đó. Nên là nếu mà để lựa chọn giữa hai em thì mình sẽ lựa chọn Alaya. Nhưng nếu để Alaya đứng một mình thì mình sẽ cân nhắc về việc mua chai nước hoa này. Tại vì với giá tiền tầm dưới 2 triệu đồng cho chai nước hoa của nữ thì cũng sẽ còn khá nhiều lựa chọn khác đối với một cái mùi hương hoa và xạ hương làm chủ đạo cùng với gia thuộc làm nền. Đó. Nếu như bạn nào thích một cái mùi nó có phần gia thuộc và có phần nhẹ nhàng và nữ tính thì chai nước hoa này sẽ là lựa chọn tốt cho các bạn. Nhưng mà với mình thì nó không quá là mang đến cho mình nhiều cảm xúc, nhiều cái sự trầm trồ về cái mùi hương này, nên là mình sẽ cân nhắc nếu như Alaya đứng cùng mình. Vừa rồi là cái sự so sánh nhanh của mình với hai chai nước hoa với cái biệt danh đó là nữ hoàng phòng the. Những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm thì mình đều đã nêu khá là kỹ ở phía trên rồi. Và đây là cảm nhận của một thằng đàn ông về một mùi nước hoa của nữ. Và nếu như bạn nữ nào đang khá là lăn tăn về hai mùi hương này thì các bạn hãy xem thật rõ và đưa ra quyết định thật là chính xác trước khi rước một nữ hoàng về cho mình. Và nếu như bạn đã mua rồi thì tại sao các bạn không comment bên dưới để xem ai là người chiến thắng trong hai cái mùi hương này nhé. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.